Nhà mình ngồi đây quây quần ăn cơm như vậy là anh hạnh phúc chứ. Mọi người coi em muốn nhiều con, trên đời này chỉ có mỗi mình anh thôi à. Chị thích là mới lấy anh, thì giờ còn phàn nàn gì nữa. Lúc lấy anh, chị không biết anh có tới 4 em lận hả? Đừng qua xa, em dừng lại cho anh. Chỉ có hơn triệu quân lận đó nghe. Dám ăn trộm lúc xe để đặt cược tiền. Sao lại đặt cược tiền để kiếm tiền? Hay không đã hỏng chuyện tiền được một cái căn nhà. Chú 42 tuổi, cô 35 tuổi, sao chỉ còn ăn bám anh hai của mình? Chỉ cứ giống như mẹ kế vậy, đúng vậy. Người mẹ kế này sẽ đuổi con chồng đi để sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Mấy đứa hãy dọn ra khỏi nhà này đi. Sao? Hãy trưởng thành. Tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Thiệt là bất công mà. Anh bị điên hả? Bao nhiêu gì à? Đây là tiền để dành cho chung viên học đại học mà không được đâu. Nếu không muốn tôi ly hôn với anh của mấy người thì lo dọn đi đi. Chuyện nhà tốt sang 21 giờ từ 30 tháng 12 trên Vitrama.